đi dần thôi. Xem Tuấn Nam ở nhà không? Xem mẹ ở nhà không? À. Điên à? Thật điên. Mày không lấy, mày không gài tao với tao bị à? Bắt tao. Anh làm thì em phải chịu. Tao làm cái gì? Em không biết nhưng mà giờ tao làm cái cu đi, mày đừng ở đây nữa. Chờ để biết phải xem tình hình thế nào. Tao đủ của nhà tao đủ chưa đủ khổ à? Bà. Tao. Ủa, tiền của mày sao để bị nó lừa? 20 triệu gì bà? Ừ. Đây này 20 triệu, đây này 20 triệu cho mà tử dụng xong mà đứng đấy để bị lừa. Nhà nó tiêu nó đi tìm mấy nhà cháu, cháu tìm sao mày ngu vậy? Không phải em cướp giật của ai? Tao hỏi thật nha, thế mày mày thì ngủ thôi. Đây mày chịu đâu tiền đâu đây này. Tiền này. Ơ, bà buồn cười nhỉ? Anh cho em vay tiền hôm qua rồi còn gì? Mày không lừa tao cho mày vay à? Lừa nhà cái gì? Cách nát nhà nghèo xương nghèo xác như vậy mà mày lừa tiền của nó. Mày đi một con hàng bà thiếu gì tiền mà bà phải cần tiền của anh Nam. Ô hay. Đấy là đưa tiền đây. Tiền gì? Tiền không cho tao cho mày vay nữa. Anh làm vậy rồi anh phải trả tiền. Đưa tiền đây. Em không cần biết nhưng mà anh bây giờ anh không cho em vay em đồn cho cả làng thế nào biết. Cào tay mày vậy. Đúng vậy. Tao lại đánh con gái. Anh nằm đây nó sắp chết xong rồi nó không chữa cho nó chết ở đây. Có bệnh thật nhưng mà nghĩ đường cùng là mò biết đường sắp biết nhà mày mà một người luôn sao tìm được cái này. Không phải là cháu không phải gạ được Nam nó có cái gì đâu, mình nhìn thấy nhà cửa nó rách cắt nát. Anh mà anh đưa tiền cho em. Tiền đây tao đưa cho nó. Đưa cho nó. Mày có tiền mà nó không? Tiền của má đâu? Mày cho tao vay đúng không? Vâng. Tao trả tiền đúng không? Đưa tiền đây. Anh bảo khi nào thì bệnh đúng bệnh cần gì? Chẳng may nó bị làm sao đây nó mang kiến cả đời cháu rồi. Ở đây sẵn rồi. Tôi nhất mày giả tiền cho tao, đừng ấy, đưa tiền đây. Ủa ra. Đưa tiền đây, cho mày. À, hôm qua anh cho anh vay rõ ràng gì? Mày lừa tao là mày bây giờ tao cho mày vay nữa. Lừa, anh giả tiền cho em. Có chịu nhiệm với camera không? Không biết, đưa đây. Đưa hàng không, không mượn mày. Tự thứ năm đưa cho tao rồi, tao vay cho chạy cho tao. Đâu? Hôm qua anh cho em vay được cái gì? Đưa đây. Hôm qua rõ ràng cho vay, hôm nay bắt đầu đùa lạ. Tao không hiểu sao mày giờ mày cho cô kệ nó đi cháu không ấy nữa. Ôi Nam ơi mày thấy chưa gái thì mà chịu trách nhiệm đi. Mày không không còn đưa tiền cho tao nữa. Mày không có cơ hội đến cửa hàng đâu. Tao phải tao bảo nó. Cô này nó lừa cháu phải cháu bị cho cố tình đâu. Cháu cố tình thì cháu đã không ấy vậy. Trời ơi thì mày lại chơi mày tự giải quyết đi. Còn mày không có cửa đến cửa hàng đâu cháu bắt. Thế thôi, coi như là tao không cần số tiền nữa, tao về tao chạy chữa cho cái tiền hàng sau. Tao không làm mối mày cho cái hàng đâu. Tao bây giờ cái hàng tao coi như là con đấy là tại mày phá vỡ đi nhá chứ không phải tại đâu. Thôi. Em mày đi. Đấy, anh thấy chưa? Em bảo rồi. Tao không hiểu chứ bạn. Lại đây tao nói. Đứng lại gần đây khổ. Thế này có lòng tốt tao. Tao có lòng tốt tao nhận. Nhưng mà là mày lấy chôn để mày tiêu cho nó xứng đáng nhá. Ý là nó bạn chôn đây cho mày ấy. Nó lấy tiền. Nó nói mày, nó bảo mày là mày giả cho nó này. Mày chịu trách nhiệm, mày trừ dần cho nó đây. Thì lần sau biết cái số tiền bị con này lấy. Lấy mặt mũi mày đâu. Ở đây, lo đây. Đâu. Bảo rồi, đây với em nhất mày đấy Nam ạ. Công nhận, tự dưng chả cứ. Nam bị con này lừa, con này chắc là buổi tối đi không có được khách nào. Xong rồi đã chữa cho con, xong nó gạ, xong đấy mất thằng Nam 20 triệu. Nó bảo là phải chịu trách nhiệm với nó. Quấy vậy thì đuổi nó đi, rồi đừng ngủ với nó, nên nó gạ gẫm, không ngủ với nó mà nó gạ được à? Mẹ, con bỏ lâu rồi. Vậy là từ nay là suy nghĩ đi anh Biển đúng không? Con xem anh Biển. Tuyệt hết nhỉ, đi về. Vậy là từ đây trong thoải mái. Nhưng mà vấn đề là mẹ thấy thương bị nha, phải đi về.